Hello, có một Nguyễn Audio xin kính chào tất cả quý vị và anh em. Hôm nay em có một cái giao dịch với một vị khách phương xa, một vị khách rất là đặc biệt, vị khách ở Hải Phòng. Vị khách có thông tin như sau, vị khách có tên là Đoàn Quốc Tuấn, địa chỉ tại khu dân cư Tiền Hải, thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng, có số điện thoại 094780 5556. Vị khách đã chuyển khoản. Giao dịch thành công với cao bồ Nguyễn Audio con súp SP5 của JBL. Và đặc biệt là cái phiên bản này là phiên bản Mỹ nồi. Quả súp rất to. Và nó thực sự rất là to nha anh em, to lắm luôn. Về kích thước sơ bộ thì chúng ta đo bằng tay thì cái chiều cao và cái chiều ngang của nó là khoảng tầm tầm khoảng 40, hơn 40. Đó, hơn 40 nha anh em, rất là to. Và cái chiều ngang thì nó khoảng 60 đó, rất là to. Trong này tích hợp 4 quả bass. Và em xin phối ghép với con âm ly Vocal Pro DA7909 một lần nữa để anh em cảm nhận rằng con âm ly này có thể phối hợp với tất cả các dòng loa, đáp ứng về thể loại tiết tấu nhanh cũng như tiết tấu chậm, cho âm thanh rất là sắc nét. Rồi, và sau đây em xin phối ghép để test một bản nhạc sôi động để chúng ta xem sự hoạt động của con súp cũng như là chất âm của nó ra sao. Để test súp thì lúc nào em cũng phải đấu thêm hai cái loa vệ tinh. Và cái này là control, đây là loa control Pro 3. Em xin kết nối với con súp. Cái súp này nó cũng giống như súp A5 vậy đó anh em. Đó. Nhưng cái điều đặc biệt là cái phiên bản này là nó có một đường vô và hai đường ra. Có nghĩa là nó sẽ có một tín hiệu bên trái và một tín hiệu bên phải của âm ly đánh vào súp. Nhưng con súp này nó lại chia ra được đánh được hai loa vệ tinh. Đó, nó rất là hay. Và con súp này thì em đã giao dịch thành công với một vị khách ở phương xa ở Hải Phòng. Đó. Mời quý vị và vị khách đeo tai nghe để chúng ta cảm nhận một phần nào đó về sự hoạt động hoàn hảo của con súp. Mời anh em. Một đoạn ngắn gọn để chúng ta cảm thấy sự hoạt động hoàn hảo của con súp. Vì giờ này cũng là 11 giờ rưỡi rồi, cho nên em cũng không thể nào mở quá lớn để kéo dài cái đoạn test. Vì quan trọng nhất là khi con súp hơi, đây là súp hơi, khi nó đã hoạt động rồi thì không cần phải kiểm chứng về độ hoạt động của nó nữa. Chúng ta chỉ cần test rằng là nó hát là nó sẽ hoạt động trơn tru. Đó, đó là cái yếu tố rất là quan trọng. Thì em thấy rằng là quả súp này cho tiếng súp rất là hay nha anh em. Rất là hay. Chúng ta nghe nhạc đen hoặc karaoke, chơi DJ. Tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Và con này có cái giá rất là êm cho vị khách luôn. Cảm ơn vị khách cũng như cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi kênh. Hẹn gặp lại ở một clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và em cũng trước khi kết thúc clip em cũng xin nhắc lại một lần nữa. Con âm ly Vocal Pro này em đang thanh lý chỉ còn hai con thôi, giá 6,5 triệu nha anh em, trong tình trạng mới
99%. Đó. Và em cũng đã lên kênh và test rất nhiều lần. Con này karaoke rất là hay. Chúng ta muốn âm thanh hay thì thêm một cái vang. À, một cái vang để nâng tiếng lên. Là tín hiệu vào đây, chúng ta hát karaoke rất là hay nha anh em. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Thank you, bye bye.